Hơn 7.000 viên chức có thể được chuyển thành công chức hợp đồng, bạn có nằm trong số đó hay không? Ngày hôm qua, ngày 16 tháng 9, Bộ Nội vụ cho biết hiện có hơn 7.000 viên chức tại các bộ, ngành, địa phương sẽ được chuyển thành công chức. Bộ đang nghiên cứu phương án về chế độ công chức hợp đồng để đưa vào chính sách tổng thể với những trường hợp này. Thông tin này được đưa ra tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình với Bộ Nội vụ vào ngày hôm qua, ngày 16 tháng 9. Thực tế thì có những cơ quan đơn vị trong đó có những người làm việc như công chức nhưng hưởng lương viên chức, ví dụ như trường hợp tại Cục Tần số vô tuyến điện và Cục Viễn thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Và tại các địa phương cũng có những trường hợp tương tự như vậy bộ trưởng bộ nội vụ phạm thị thanh trà cho biết việc này bộ nội vụ đã báo cáo ban chỉ đạo trung ương về quản lý biên chế để báo cáo chính thức với bộ chính trị bộ chính trị đã giao ban tổ chức trung ương có giải pháp để chuyển những viên chức này thành công chức Bộ trưởng Bộ Đội vụ cho biết, không riêng gì Bộ Thông tin và Truyền thông mà hiện cả nước có hơn 7.000 viên chức cần chuyển thành công chức. Trong đó có các bộ, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thông tin và truyền thông, giao thông vận tải, khoa học công nghệ và ở các địa phương. Các cơ quan đang tiếp tục giả soát lại những trường hợp tương tự. Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân cho biết, thời gian qua có một số đơn vị vừa có chức năng quản lý, vừa có chức năng thu phí, như Bộ Thông tin Truyền thông có Cục Tần số vô tuyến điện và Cục Viễn thông, Bộ Giao thông Vận tải có các Cảng vụ, Cục đăng kiểm, Cục Hàng không, Cục Hàng hải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật, vân vân. Trong quá trình xây dựng biên chế, các nhân sự ở các đơn vị này được xác định là viên chức, nhưng thực chất các cục này là cơ quan quản lý nhà nước thì phải là biên chế công chức. Theo quy định mới, tất cả những đơn vị này trở về cơ chế hoạt động như cơ quan quản lý nhà nước bình thường, không áp dụng như đơn vị sự nghiệp công lập. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long thông tin thêm, việc quản lý biên chế như phản ánh của các bộ ngành đã tồn tại một thời gian dài và có rất nhiều đơn vị có hàng nghìn người nhưng không được giao một biên chế công chức nào hoặc có những đơn vị sự nghiệp được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước và có nguồn thu. Bộ Nội vụ đã giả soát tổng hợp và thấy rằng những vị trí đó đúng là phải giao biên chế công chức. Hiện cả nước có hơn 7.000 viên chức, đúng ra là phải giao biên chế công chức. Việc này đã được báo cáo Bộ Chính trị. Nếu sau này các cục vụ này không áp dụng cơ chế đặc thù nữa, không được theo cơ chế, tài chính, đơn vị sự nghiệp công lập nữa, thì không biết họ hưởng lương công chức hay viên chức. Đề nghị Bộ Đội vụ quan tâm hỗ trợ việc này, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói như vậy. Theo ông Trương Hải Long, vào ngày 16 tháng 8 vừa qua, Bộ Chính trị đã có văn bản giao thường trực Ban Bí Thư chỉ đạo Ban Tổ chức Trung ương ra soát tổng hợp số biên chế này để điều chỉnh một cách tổng thể. Nếu chuyển hơn 7.000 viên chức này sang công chức thì vấn đề đặt ra sẽ là ảnh hưởng đến việc tinh giản biên chế công chức và có thể việc tinh giản biên chế công chức lâu nay trở về gần như hòa. Ông Long phân tích, vì vậy theo thứ trưởng Bộ Nội vụ thì cần tính đến phương án các cơ quan hành chính có nguồn thu thì có thể áp dụng chế độ công chức hợp đồng. Bộ Nội vụ cũng đang nghiên cứu việc này để đưa vào chính sách tổng thể. Tiền đâu để giải quyết chế độ cho cán bộ dôi dư? Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết nguồn kinh phí để các địa phương giải quyết chế độ chính sách dôi dư cho 21.800 người sau khi sắp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 là rất lớn. Đây là vấn đề mà dư luận rất quan tâm. Chính vì vậy, trong các phiên chất vấn các thành viên của chính phủ diễn ra vào hồi tháng 8 năm nay, đã có những đại biểu đặt ra câu hỏi này. Cụ thể, đại biểu Trịnh Minh Bình, thuộc đoàn Vĩnh Long, đã nêu thực tế chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi thực hiện chế độ thôi việc phụ thuộc vào các nguồn lực khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Trong khi đó thì đa số các địa phương chưa tự cân đối được nguồn ngân sách và gặp khó khăn về nguồn kinh phí thực hiện. Đại biểu này đã đặt ra câu hỏi cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ như sau: Đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết trong thời gian qua có giải pháp gì tham mưu cho chính phủ để giúp cho cán bộ công chức viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hưởng đầy đủ các chế độ khi thôi việc do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Trả lời vấn đề này Bộ trưởng Bộ Đội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, giai đoạn 2023-2025, khi dự kiến sắp xếp 47 đơn vị hành chính cấp huyện sẽ giảm 13 đơn vị, 1.247 đơn vị hành chính cấp xã sẽ giảm 624 đơn vị. Theo đó, cả nước dự kiến số cán bộ công chức dôi dư là 21.800 người, trong đó cấp huyện dôi dư 1.200 người, khoảng 13.100 người tại cấp xã, khoảng 7.500 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Việc giải quyết số cán bộ công chức dôi dư này thực hiện trong 5 năm và đến năm 2030 phải giải quyết rứt điểm. Để giải quyết việc này, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 29-2023 quy định về tinh giản biên chế, trong đó dành riêng một khoản cho sắp xếp cán bộ công chức dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã. Ngoài ra hiện có 46 trên 54 địa phương trong diện sắp xếp đã có nghị quyết của hội đồng nhân dân để hỗ trợ thêm ngoài các quy định chung của chính phủ. Như vậy nguồn kinh phí để các địa phương giải quyết chế độ chính sách dôi dư, dư này rất lớn, bộ trưởng nhấn mạnh. Theo đó với các địa phương tự cân đối ngân sách thì tự cân đối bố trí nguồn kinh phí để sắp xếp cán bộ công chức dôi dư theo các nghị định của chính phủ cũng như nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh mình. Còn các địa phương không tự cân đối ngân sách thì tổng hợp gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo chính phủ cấp ngân sách thanh toán nguồn kinh phí để thực hiện chính sách dư dư cho cán bộ công chức người hoạt động không chuyên trách ở cấp huyện, cấp xã. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các địa phương tổng hợp khẩn trương để giải quyết. Trong 12 tháng, nếu nghỉ ngay thì cán bộ công chức sẽ có một khoản kinh phí lớn để sẵn sàng và đủ điều kiện tìm việc mới. Bộ trưởng cho biết thêm, như vậy các cán bộ công chức trong diện dôi dư khi sáp nhập cũng có thể tạm biên tâm khi nghe những thông tin này. Sắp có nghị định thu hút và trọng dụng người có tài năng vào khu vực công, về việc thu hút người tài làm việc tại khu vực công, đại biểu Leo Thị Lịch thuộc đoàn Bắc Giang đã nhắc đến việc thực hiện nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tạo nguồn chiến lược cán bộ và theo kết luận số 86 của Bộ Chính trị cũng như Nghị định 140 của Thủ tướng Chính phủ về thu hút sinh viên tốt nghiệp loại giỏi xuất sắc ra trường. Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư, Bộ trưởng Bộ Đội vụ cho biết phấn đấu đến năm 2020 sẽ thu hút 1.000 sinh viên xuất sắc. Vậy, đến nay, việc thu thu hút sinh viên xuất sắc đạt kết quả như thế nào và tỉ lệ thu hút sinh viên xuất sắc của cấp trung ương và các địa phương ra sao, nữ đại biểu tỉnh Bắc Giang đã chất vấn về vấn đề này. Trả lời, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, thời điểm 2021, cả nước thu hút 2.891 sinh viên xuất sắc và nhà khoa học trẻ. Trong đó, ở cấp trung ương thì có 1.100 người, số còn lại là 1.791 người ở cấp địa phương. Bên cạnh đó, thì các địa phương cũng đã xây dựng các chính sách rất đặc thù để thu hút sinh viên xuất sắc và người có tài năng vào khu vực công. Sau khi có nghị định số 140 của chính phủ thì tính riêng trong năm 2022, 2023, cả nước đã thu hút được 584 người. Trong đó trung ương là 170 người, địa phương là 414 người. Những tín hiệu đã rất vui trong vấn đề về thu hút người tài làm việc tại khu vực công. Tuy nhiên so với mong muốn và yêu cầu thu hút sinh viên xuất sắc và người có tài năng vào khu vực công thì nhu cầu rất lớn nhưng thực tế thực hiện thì còn gặp khó khăn. Bộ trưởng đã nhìn nhận như vậy.

Bộ Nội vụ đang tham mưu trên cơ sở của chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để cụ thể hóa thành nghị định thu hút và trọng dụng người có tài năng vào khu vực công. Nghị định này đang hoàn thiện, trong đó tích hợp nghị định 140 để có không gian rộng hơn để thu hút các sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ cũng như người có tài năng vào các khu vực công. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết rõ hơn, những chính sách kịp thời và thiết thực là điều vô cùng quan trọng để thu hút